Cửa hàng máy tính bán hơn hẳn giới thiệu các bạn cách sử dụng máy tính sổ gia đình Color Harry. Đầu tiên là mình sẽ chạy thử máy nó hoạt động như thế nào. Đây, điều chỉ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt chỉ và xóa chỉ lại từ đầu. Chỗ này mình quay cái móc cho nó thấp xuống, mình sẽ thấy một chấm ở trên đây, cái màu trên đây cùng màu của nó, máng nó vô. Tới vị trí này rồi mình cắt gọn đầu chỉ lại và mình xỏ từ ngoài vào trong. Xỏ xong mình gấp cái đầu chỉ, dở chân vịt lên và thả nó dưới chân vịt, thả ngang và dưới chân vịt ha. Rồi xong một sợi, đây là sợi chỉ móc dưới, mà từ chỉ mình lên móc lên cái máng dây cái chỉ hay dây chỉ ha, rồi mình máng dây lại. Và đây là một sinh bít, rồi máng dây quát này. Rồi tới đây mình cũng quay lên để chia để cho dễ nhìn, dễ xỏ ha. Ở đây mình lưu ý là từ đây mình phải qua đây ha, đây nó có chấm màu nè, thấy không, nó chấm màu của nó nè, rồi qua đây máng vô đây, rồi máng xuống đây. Đây có những cái bát mà nó có hai màu chỉ, rồi mình phải xỏ hai cùng chỉ chung. Rồi một bát này nữa, rồi vô rồi ha. Mình ở đây mình thấy cái bát nè, mình máng bát vô đây, có màu chỉ của nó. Rồi tới đây mình kéo cái cục này, cục trắng nè, nó có cái hình trượt qua trượt lại ha, kéo mạnh về phía bên tay trái, nó bên tay phải ha. Rồi mình máng vô, máng chỉ vô cái bát này, rồi mình cho nó trả ngược về vị trí của nó lại. Nhớ là đẩy vô hết luôn nha, đẩy vô nằm đụng thôi nha, chứ chưa đụng là chưa vô đúng cái vị trí của nó. Rồi mình cũng cắt cho gọn chỉ, xỏ qua móc và cũng nó xỏ từ ngoài vào trong, đây từ ngoài vào trong máy. Khi mà xỏ qua rồi ha, mình sẽ cũng gấp đầu chỉ thả trên cái móc trên này, thả trên móc trên này, rồi và dỡ chân vịt lên. Đó, dưới
tương đối mình đã xong hai móc thì mình sẽ đậy lại cho nó đỡ rối ha. Rồi, đây là chỉ chỉ kim, chỉ ngoài bè bên tay trái là chỉ kim. Khi qua cái thiết bị chỉnh chỉ này mình phải nâng mình lên ha. Còn mát cái này thì mình chỉ mát theo cái chiều của nó đi thôi. À, xuống tới đây mình có thể thả dừng mình rồi. Lúc này mình cắt gọn một chỉ, mình quay kim lên cao để cho mình dễ thấy cái lỗ kim. Rồi mình xỏ từ ngoài vào trong. Kéo ra làm sao dở chân vịt lên và cho sợi chỉ nó dưới cái chân vịt luôn, tất cả ba sợi đều dưới chân vịt hết. Rồi, tới vị trí này rồi mình sẽ để phải dùng chạy thử và dở chân vịt lên ha, thả vải vô và dùng xuống bắt đầu làm được cho đường chỉ đang đẹp. Mình sẽ chỉ cách chỉnh chỉ. Ở đây là chỉ này gọi là chỉ móc trên, tức là nó sẽ đang phía trên vải. Đây là chỉ móc dưới, nó sẽ đang ở dưới vải và cái kim đâm là kim đâm về bên đây. Khi nó đâm xuống nó sẽ rút chỉ lại ngay chỗ vị trí nó đâm. Đây là tượng trưng cho ba cuộn chỉ. Cuộn chỉ cái này là chỉ kim. Cuộn này mình sẽ chỉnh đầu tiên ha. Nó đang đẹp, nó rút được rất là đẹp. Giờ mình sẽ thả nó ra đang số 4 đúng không? Về số 2 coi như thế nào. Rồi mình sẽ chạy. Mình dừng lại kiểm tra. Đây. Hồi nãy nó rút vào rất là đẹp ha, nó rút vào. Bây giờ nó không rút vào nữa mà nó bị tụt ra. Tụt ra khỏi cái vị trí nó đâm nè, nó lỏng nè. Lúc này mình siết lại chút xíu để coi hiện tượng như thế nào. Hiện giờ là chỉ kim đang xấu nha. Rồi, kiểm tra như thế nào. Khi mà mình siết chưa chút xíu á, thì mình thấy là nó có vẻ nó cũng đỡ hơn. Có nghĩa là nó rút lại gần vị trí nó đâm này nè, gần vị trí nó đâm. Nhưng mà nó vẫn còn tạo cái giọt nước phồng lộng như thế này là cũng chưa có đủ. Mình phải tăng mạnh chút xíu, lưu ý tăng lên số lớn. Rồi mình tăng lên mình sẽ thấy như thế nào. Đây nó đã lâm sát vào vị trí của vải này nè. Đẹp rồi đó, nhưng mà nó cũng hơi lỏng nhẹ chút xíu thôi, nhẹ xíu thì mình cho chút xíu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nói luôn cái ông chị móc trên. Khi mà móc trên và móc dưới á, cái lực căng chỉ nó đều nhau thì nó sẽ căng đều ngay mép phải. Bây giờ một trong hai cái nó có vấn đề, ví dụ như là thằng này đi ha, nó đang số 3 dùng cho lên số 5 cho coi như thế nào. Đây là móc trên nha, đang rất là đều ở ngay mép giải ha, nhưng mà khúc này á, thì lại khác rồi. Khúc này nó bó, nó ít chỉ quá nè, nó bó cái thằng dưới nè, nó kéo thằng dưới đầu lên trên luôn ha, kéo lên trên mà khỏe vải nó cũng hơi mấp mớp vô nè, bó lại ha. Khúc này là chỉ trên nó căng quá, nếu chỉ trên mà nó lỏng quá thì như thế nào, mình trả về số 0 thử nha.
trả về số 0 mình thấy nó cũng bình thường, nhưng mà lúc mà lật lên đó thì mình sẽ thấy nè, là chỉ trên nó lỏng quá, nó bị chỉ dưới kéo xuống dưới luôn, và nó không còn đang ở mức giải nữa mà nó đang ở phía dưới giải nè. Mình sẽ thấy là nó đang ở phía dưới giải luôn. Lúc này là chỉ trên nó lỏng quá thì mình sẽ tăng lại, tăng khi nào mà nó kéo chỉ dưới lên đúng cái vị trí mức giải thì thôi. Rồi mình kiểm tra coi, à cũng chưa được ha, tăng thêm xíu nữa. Rồi giờ mình mở lại, à con này nó có đỡ hơn ha, đỡ hơn cái này, nhưng mà nó cũng chưa có lên hết. Lên ngay mép giải luôn nè, rất là đều, trên và dưới rất là đều. À, chỉ dưới thì như thế nào, chỉ dưới thì trang như chỉ trên thôi ha. Bây giờ mình cho nó lỏng cái số nhỏ đây, cái công chuyện. Và vâng, chỉ dưới nó lỏng thì nó sẽ trào lên phía trên mặt giải, à, nó sẽ tràn lên phía trên mặt giải, mình thấy rồi đó. À, nó sẽ không còn đang mà về nữa, nó đang cái chân giả này, này là cái dưới nó lỏng, nó sẽ siết vô từ từ để cho nó cân lại. Rồi, mình để dùng chạy ha, để dùng dịch lên để vải vô cũng được, còn không thôi mình để mắt vô cái đầu dùng dịch nó cũng tự nó lấy vô. Ở đây nó cũng còn hơi hơi lớn lên ha. Đều không còn giải rồi, cái này là đẹp rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua phóng viên, à, trước khi chuyển qua phóng viên mình nói sơ về vấn đề chỉnh thưa dày của mai, thì phóng viên là lúc vắt nó sẽ kích hơn là cái này, thì mình mở nắp ra, bên hông máy nó có một cái cần, mình nhìn kỹ trên đây thì mình sẽ thấy là có con số nè. À, từ 4 cho tới R. R là nhỏ nhất. À, còn tới số 2 là 2 ly, 3 ly, 4 ly. Thông thường cũng biên thì mình để khoảng từ R cho tới số 2 thôi. Còn nếu mà mình bắt hàng chợ thì mình có thể để số 4. Để mình thử để số 4 mình bắt thử như thế nào ha. Tức là nó sẽ thưa hơn, một mũi nó chỉ là 4 ly. À đây là mình thấy là nó rất là thưa ha, nó thưa ra, nó không có giống kích giống như chỗ này. Nó rất là giãn ra. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phóng viên. À, trước tiên chuyển qua phóng viên là mình phải gỡ mặt mượt ra, à, tại vì do cái chân bình này nó bị che và nó bị cục, phải gỡ chân bình luôn nha. À, chỉ cần nới dài dòng nữa thôi là mình có thể ướt được cái chân bình ra rồi. Đây, gỡ hai con để nó bắt sổ ha, cũng biên rất là nhỏ. Rồi mình sẽ một cũng biên có một con ốc thôi. Rồi xong. Đây là. Và bây giờ cái chữ vô. Chú ý là con ốc này không cần phải mở ra hết nha. Mình chỉ cần vặn ra khoảng chừng một hai vòng thôi là mình đã lấy nó ra được rồi. Thì thường nó là sẽ cuốn dài dày, giống như là phi bóng áo dài, ha, bon gì đó ha.
Rồi trước khi xuống biên á, là mình thay đổi cái chiều dài của mũi vắt sổ xuống còn khoảng R là số 2. Khi mà mình thay đổi xong mình gạt nó lại ha, lúc mà thay đổi mình bật ra thay đổi và xong mình gạt lại ha, mình đậy lại. Rồi thêm thay đổi nữa là trong ba cuồng chỉ này, cái cuồng chỉ ngoài bìu tay phải mình sẽ cộng lên 3 số. Thông thường là 3, có thể nhích lại một chút nha. Bây giờ là đang là số 3. À, đang là số 3. Mình sẽ cộng lên là số 6. Nếu ngoài rồi bắt đầu chạy. Khi mình bỏ vô mình chạy thì mình thấy là cái bờ này nó nhỏ nè, bờ nhỏ mình chạy dài dài cho dễ nhìn nha. À, đây bờ này nó nhỏ và nó khít, nó khít hơn cái đường quốc sổ nha. Đường quốc sổ thì nó thưa, mình thấy nó thưa ra nè, nó khít ha. Đó, lưu ý là cái cuộn chỉ bên đây thông thường là tăng lên 3 số là nó sẽ ra cũng bị rất là đẹp ha. Rồi về dài lên trước. Rồi xong. À, chỉ có thay đổi về cái chiều dài của mũi vắt sổ và cũng như này lên 3 số, có thể là chúng ta lên xuống 3 số rưỡi 4 số hoặc là lùi lại chút ha. Cảm ơn các bạn đã xem hướng dẫn sử dụng máy vắt sổ trên Ferrari của Thuận Phát.